cha mình là sa ti ra se su gạch tăng ca tăng ye sa ta san nhị nở a thi ye cha sa ta a san nhị nở ca tăng bồn nhân hòa lăng mây hằng sa bê pa ghi pa quan tu tế ye tăng ca tăng su vi ni tăng đệ năng bồn nhân hòa lăng maya ye cha ta thân a cha nan ti đệ qua gần ta ni ye đại yum sa bê lo cam hi ye sa ta chi quan ta ra hai tu ca ma muốn năng cô cha năng sa bể là phàn tu ma ma che ta sa ti hứa căn con đã tạo ra do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na điều là phước báo vững bền đó thời tiết chúng đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạnh ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng nam mô bích tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt chư đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tông đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cô Tâm Má được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tâm đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Cô Tâm Má. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và bây giờ thì con xin thay mặt đại chúng trong rum thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được ngài hướng dẫn đọc đoạn 6 của kinh Từ Bi. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Quý vị nghe âm thanh vừa phải, lớn hay là nhỏ, nghe được ha. Rồi, nếu mà nghe được như vậy thì tốt. Dạ, lúc vừa cái máy kia bị trục trặc rồi, xin quý vị thông cảm. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiện Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào sư Nhật Quỳnh, sư Kiều Mộng, Quỳnh Bước Sang, sư Meta, sư Kim Nhung, sư Cận Kiểm, sư Tina, sư Hồng Mai, sư Thiện Vũ, sư Quang Thanh, sư Thiên Lạc, sư Kim và ba vị thì chúng tôi không biết là ai, đạo hữu Cổ Đế, đạo hữu Karuna và đạo hữu Hiền Hòa. Mong quý vị thông cảm ha, bởi vì trong vấn đề xưng hô thì không được thân mật lắm. Nếu nữ thì gọi là sếp, mà nếu mà nam gọi là huynh. Mong quý vị thông cảm ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu số 6 của bài Từ Bi Kinh. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường, thân tịnh, làm lành lãnh giữ, lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường, thân tịnh, làm lành lãnh giữ, lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường, thân tịnh, làm lành lãnh giữ, lợi sinh. Tăng Araha Di Cô Na San Vô Tăng Bụt Đăng Si Ra Sa Na Ma Mi Tăng Cha Bụt Đăng Y Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Cha Gia Mi Không Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thể Cao Dài Bậc Thế Gian Giải Chi Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu Bậc Trưởng Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn trong đời Tăng Xoa Kha Ta Đi Cô Nà Săn Vô Tăng Thâm Măng Sê Rạ Sa Nô Ma Mí Tăng Chà Thâm Măng Y Mê Hí Sa Ca Rê Hí A Phị Phu Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Chà Lành Kéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Na Đại Ngộ Phát Nhân Liễu Tường Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần trí nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân khai ta đi có nền sân vô tăng sân khăn sẽ là sa nam ma mi tăng cha sân khăn y mê sắc ca rê a pi pu cha gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hành Pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh, giữ tòa, thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật, ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng, phước điền, thế gian. Ra tình hát tây giác sa văn đa mỹ, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thùy Từ Gia Hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Thắng Dương Ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ mời quý vị nhìn vào bài học. Chúng ta điểm sơ qua ý nghĩa của những từ này. Ở đây chúng ta không phân tích một cách chi tiết như khi học bên Pháp Cú ha. Tức là những cái câu Phật ngôn thì chúng ta phân tích dông dài hơn một tí. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ lướt sơ qua thôi ha. Nam Pa Rô Pa Răng Ni Cúc Bề Tha Nam Pa Rô Pa Răng Ni Cúc Bề Tha Chữ ná ở đây có nghĩa là không ha. Quý vị khỏi biết ha. Nhưng mà hiểu ý nghĩa của những từ này một cách đại khái. Để rồi khi chúng ta học thì chúng ta vững niềm tin hơn. Chữ paro parang. Paro parang ở đây có hai chữ này. Nó cũng do cái từ para. Nhưng mà nó đi chung với nhau thì nó giống như một thành ngữ, một nhóm từ ha. Paro parang là lẫn nhau, hòa quyện với nhau ha. Rồi nikuppe tha do có động từ nikuppati. Nikuppati có nghĩa là lừa đảo. Và cái động từ ở đây là số nhiều ha. Rồi câu số 2 na chi man ye thakat tha chi năng kinh chi na ti man nhê tha ca tha chi năng kinh chi na ti man nhê tha ca
tha chi năng kinh chi na ti man nhê tha na ti man nhê tha à, chúng ta thấy chữ na cộng với a ti man nhê tha và chữ na ở phía trước có nghĩa là không ha. A ti man nhê tha do cái động từ a ti man nhê ti Atimanyati có nghĩa là bất bình. Nhưng mà ở đây Atimanyetha, cái động từ này số nhiều các thật chí có nghĩa là bất cứ đâu, bất cứ đâu ha, bất cứ đâu ha. Rồi chức năng là những điều đó, kinh chí, kinh chí hay là có chỗ hay là canh chí. Kinh chí và canh chí nó ý nghĩa giống nhau, có nghĩa là bất cứ điều gì, bất cứ điều gì. Hai câu này, hai câu này có nghĩa là đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì à, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì. Mà nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chủng, hư danh trang hiền ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 ha. Yarosana patikha sanya, Yarosana patikha sanya, Yarosana patikha sanya. Chữ Vyarosana, Vyarosana do cái từ Vyarosana, Vyarosana có nghĩa là sân hận à, nghĩa là nóng giận đó, sân hận. Ở đây Vyarosana nó là số nhiều ha. Patikha sanya, cái chữ Patikha, Patikha có nghĩa là oán giận à, oán hận à, nghĩa là thù mà còn oán nữa à, tức là coi như có một cái sự oán trái, có một cái sự đốt cháy ở bên trong ha. À, Patikha là oán hận. Rồi sanya, sanya là tưởng à, cái tưởng này nguy hiểm lắm nghe. Cái tưởng mà nó vi tế thì nó nhỏ nhỏ xíu à, à còn cái tưởng mà nó bự á, tưởng thô hay hay đi chung với chữ tượng. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát. Dạ con thấy ngài rất bích, ngài trở lại rồi, cảm ơn. Xin trong mai xin thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. À, cảm ơn Kim Nhung. Dạ ngài rất mít rồi, ngài vào đứng không vững té nữa rồi quý vị. Dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ ngài nghe được âm thanh con không, ngài cho con một tín hiệu mới thấy được, rồi con dâng mít đến ngài để ngài cầm mít lên, ngài lại té xuống. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Nhật Quỳnh phải cầm mít để sợ đạo tràng tưởng nó mãi mình hư. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. À, alo 123 123, công nhận cái mùa này à, con người thì cũng bị bệnh hoạn ha, còn có máy này nó cũng bị mất dịch rồi à, quý vị thấy khi nói được khi nói không được chán thiệt à, quý vị thông cảm. Rồi tới đâu rồi, câu số 3 hả? Alo câu số 3. Câu số 3, Vyarosana Patikha Sanya. Patikha Sanya, Patikha là oán hận ha. Sanya là tưởng. Vậy thì do cái gì mà oán hận vì tưởng? Đó là sự sân à, do cái tâm sân của mình ha. Ở đây
vì tâm niệm sân si, nguyên nhân của nó là do sự sân hận. Rồi câu cuối cùng, nên nhớ mình nhớ sẽ đúc kamichaya, nanya manya sadukkhamichaya, nanya manya sadukkhamichaya. Câu cuối cùng, chữ nanya manya sa ở đây chúng ta thấy na là không, rồi cộng với anh nhá mình nhá xa, anh nhân cộng với anh nhá xa, và chúng ta thấy anh nhá mình nhá xa tức là người này với người khác, người này với người khác. Rồi có chữ ná ở phía trước là không người này với người khác, hoặc là không lẫn nhau. Nên nhớ mình nhớ xa, chúng ta thấy tiếp đồ ngữ ná ở phía trước là không, không lẫn nhau hay là không người này với người khác. Thì ở đây cái ý muốn nói là người dưng kẻ lạ, người dưng kẻ lạ, hoặc là giàu cho thân thuộc xóm giềng ha, hoặc là người dưng kẻ lạ, nói chung là người này với người khác mà không có một cái quan niệm là thân quen gì hết đó, với một cái tâm bình đẳng. Rồi cái chữ dukkha miccheya, dukkha miccheya, chữ dukkha cộng với iccheya, dukkha thì quý vị biết đó là khổ rồi ha, khổ đau gọi là đúc khá. Rồi iccheya do cái động từ icchati, icchati có nghĩa là mong muốn, icchati là mong muốn. Vậy thì ở đây không phải là mong muốn đau khổ, mà có chữ ná ở phía trước, chắc là nên nhớ mình nhớ sẽ đúc khamicchaya. Vì tâm niệm sân si ha, đừng mong ai đau khổ ha, hoặc vì nuôi oán tưởng, oán tưởng tức là do cái sự sân của mình ha. Rồi như vậy thì chúng ta biết đại khái những cái từ Bali này để rồi có được một lối dịch không lừa gạt, nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chủng, hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ, các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Và có một lối dịch khác, năm chữ: đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Chúng ta thấy cái lối dịch năm chữ nó ngắn gọn và nó có vẻ hơi xác thực hơn ha, không sao, miễn sao chúng ta có tâm từ. Thì khi chúng ta có tâm từ thì chúng ta sẽ hiểu có một cái vấn đề không phân biệt, đây là bà con quyến thuộc, đây là người thân người quen, đây là những cái người mà tôi thương tôi mến. Mà tâm từ có ý nghĩa là dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ, các miền xa xăm, tức là tâm từ của chúng ta hướng về tất cả không phân biệt, như vậy mới gọi là tâm từ. Còn tâm từ mà chúng ta thiên vị, đây là người thương, đó là người ghét, và do sự sân hận đó, trong cơn phẫn nộ giận thầm thì chúng ta có cái vấn đề thiên vị trong đó. Mình thương thì mình đặc biệt hơn một chút, còn mình ghét thì xin lỗi, là coi như mong cho người đó bị hủy diệt. Thì như vậy không phải tâm từ,
Và đây là cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Chứ điều trọng là đừng có nghĩ đến cái vấn đề thù oán. Nếu mà chúng ta nghĩ đến vấn đề oan trái thù oán thì chúng ta không thể hiện được tâm tự. Rồi bây giờ chúng ta học học xong rồi cái chúng ta sẽ thảo luận về cái đoạn này ha. Nghĩa là học xong phải hành liền á. Tức là chúng ta học xong chúng ta phải thể hiện cái tâm từ như thế nào. Tức là học và hành đã đi đôi với nhau. Rồi bây giờ chúng tôi xin đọc trước để quý vị coi như cố gắng ha. Cố gắng đọc theo để rồi chúng ta coi như trong cái bài từ bi kinh chúng ta sẽ thể dụng sẽ thể hiện cái tâm từ của chúng ta. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha. Câu số 2. Na ti man ye tha ka tha chi năng kinh chi na mình nhề tha ca tha chi năng kinh chi na ti mình nhề tha ca tha chi năng kinh chi. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti mình nhề tha ca tha chi năng kinh chi. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti man ye tha ca tha chi năng kinh chi. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti man ye tha ca tha chi năng kinh chi. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Si Kim muốn kiếm chuyện là ha, 1212 đi hành quân hay sao ha. Vô đây học mà áp dụng cái quân đội ha, 1212. Trong khi Sĩ Kim Nhung là Sĩ Trường Vũ nghe rõ ràng. Rồi câu 3, câu 4 ha. Ya ro sa na bát ti kha san nha. Ya ro sa na bát ti kha san nha. Ya ro sa na bát ti kha san nha. Câu 4. Na ti nan nya man nya sa duk kha mi chay ya. Nan nya man nya sa duk kha mi chay ya. Nan nya man nya sa duk kha mi chay ya. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ya ro sa na bát ti kha san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Ya ro sa na bát ti kha san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Ya ro sa na bát ti kha san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại còn toàn cái bài này ha, bốn câu này. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti man ye tha ca tha chi năng kinh chi. Ya ro sa na bát ti kha san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti man ye tha ca tha chi năng kinh chiếp ya ro sa na bát ti ca san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Na pa ro pa rằng ni cúc bề tha na ti man ye tha ca tha chi năng kinh chiếp ya ro sa na bát ti ca san nha nan nha man nha sa duk kha mi chay ya. Bài này quý vị thấy cuối câu số 2 nó là đoạn âm chứ không phải là trường âm. Chính nó là một đoạn âm cho nên quý vị đọc mệt nghỉ.
mà mệt nghỉ thì phải nghỉ nơi trường âm, còn nếu mà không nghỉ nơi trường âm á, thì quý vị đọc một hơi đi, đọc một hơi. Nếu mà quý vị không đủ hơi sức thì thấy chỗ nào có trường âm thì đó là cái chạm để cho quý vị dừng chân, tiếp hơi ha, rồi tiếp tục. Quý vị có thể đọc hai hơi, có thể đọc ba hơi, nhưng mà hai hay ba hơi đó quý vị phải dừng lại nơi trường âm. Học bài kinh từ bi này chúng ta không có phân tích tự vận ha, không phân tích tự vận mà đọc theo dụng kinh, rồi chúng ta sẽ qua dụng kệ. Dụng kinh là khi mà chúng ta đọc nhuần nhuyễn, và dụng kệ tức là cảm hứng, chúng ta cảm thấy tâm đắc, chúng ta cảm thấy nhập tâm, và chúng ta cảm hứng có nghĩa là đọc cái dụng kinh ra dụng kệ. Như trường hợp của bà Visakha ha, khi mà khánh thành cái chùa Đông Phương xong ha, bà cùng con cháu đi quanh cái Sima, đi quanh cái ngôi chùa Đông Phương đó, và bà cảm hứng thốt lên những cái bài thơ ca tụng những cái điều mình làm được, những cái điều mình đã hoan hỷ mà đã ước nguyện mình ấy đã thành tựu. Thì như vậy kệ là một cảm hứng của tâm hồn, của nội tâm. Khi dòng kinh của chúng ta ổn định ha, khi đó chúng ta mới qua dòng kệ. Rồi bây giờ dòng kệ thì kệ như thế nào đây, cũng hơi khó. Quý vị thấy rằng câu 1, câu 2, câu 1, câu 2, câu 1 ít chữ hơn, câu 2 thì nhiều chữ hơn. Và ít nhiều thì chúng ta đã học 5 đoạn rồi, thì cái đoạn thứ 6 này đối với quý vị cũng dễ thôi, không có khó. Na pa ro ba răng ni cục bê tha na ti mạnh nhẹ tha can tha chi năng kinh chi pya ro sa na ba ti kha san nha na nya man nhan sa đông kham i chay ya na pa ro ba răng ni cục bê tha na ti mạnh nhẹ tha can tha chi năng kinh chi Vya ro sa na ba ti ka san nya nan nya man nhan sa đông kham i chay ya na pa ro ba răng ni cục bê tha na ti man nhê tha can tha chi năng kinh chi Vya ro sa na ba ti ka san nya nan nya man nhan sa đông kham i chay ya Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thầm hại người. Xà thủ Sikmita, Sikim, Sikim Nhung và Sikim bỏ của chạy lấy người rồi hả? Hoa chạy vô lại ha, không ngờ chạy ra rồi lấy trớn chạy vô nữa chứ. Mời Sĩ Mê Ta trước, Sĩ Kim Nhung sau. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã biết, cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc cái đoạn 6 của Từ Bi Kinh. Na ba rô ba răng ni khúc.
Dạ, nhảy thôi để con đọc lại. Na ba rô ba rằng ni khúc bề ta nà ti mình nhề ta cách ta chi nặng kinh chi dạ rô sa nà ba ti kha sành nhà nành nha mình nhắc sa đúc kha mít chày giá. Na ba rô ba rằng ni khúc bề ta nà ti mình nhề ta cách tha chi năng kinh chi già rô sa nà ba ti kha sanh nhà nành nha mình nhát sa đục kha mít chày giá. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh, trong hiện trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thầm hại người. Dạ, con xin kể thử. Na ba rô ba răng ni khúc bê tha na ti mân nhê tha cách tha chi năng kinh chi dạ rô sa na ba ti kha sanh nha nành nha man nhat sa đốt kha mít chay dạ. Dạ con đã đọc và dạ, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin nhường mít cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin xin lỗi nha, máy này là nó dỏm lắm, nó không với lại cái wifi lúc này trời California nó bị u ám á, nó không có rõ, nó cứ đứt hoài, con không biết tại sao. Nhưng mà máy của con là máy này máy dỏm, máy tốt nó trục trặc phải đem đi trả rồi, chờ máy mới về thôi. Quý vị thông cảm nha, quý vị nghe vẫn rõ hả, không có đứt khoảng hả? Thành ra lúc mà sư đọc con không nghe được cái gì, con chạy ra chạy vô, con tập thể dục giống như cái máy quýt quăng của sư đó. Kìa, không sao đâu, chuyện nhỏ mà, từ từ nó cũng xong thôi mà. Thôi để con tập trả bài luôn cho rồi, con còn nhiều chuyện phải làm quá à. Con xin đọc bài Kinh Từ Bi đoạn thứ 6. Na pa ro pa rang ni kuk be na ti man nye tha khak tha chi nan kinh chi ya ro sa na pat ti ka san nya nan nya man nyak sa duk ka mit chay ya. Na pa ro pa rang ni kuk be tha na ti man nye tha khak tha chi nan kinh chi ya ro sa na pat ti ka san nya nan nya man nyak sa duk ka mit chay ya. Đọc hai lần được rồi, đâu phân tích không? Tạm gì đó về kệ rồi mới đọc chơi đọc cho tiếng Việt Nam. Na pa ro pa rang nit buk na pa ro pa rang nit kup pe tha na chi man ye tha kak tha chin nan chin chi ya ro sa na pa tit ka san nya nành nhà mâm nhát sa đúc khá mít chay ya. Trời ơi trời, cái thằng hàng xóm nó đục đẽo vậy, cho con đóng cửa sổ lại nha. Hey, stop it. Dạ con đọc lại, để đọc lại đi. Đọc lại từ đầu. Na pa ro pa rang ni khúc bề tha na ti man nhề tha khát tha chi nành kinh chi ya ro sa na pat ti ka san nha nành nha man nha sa đúc ka mít chay ya. Na pa ro pa rang ni khúc bề tha na ti nhanh nhề tha khát tha chi nành kinh chi ya ro sa na pat ti ka san nha nành nhà mình nhát sa đúc khá mít chay ya. Na pa ro ba răng nít khúc bê tha.
Na ti man ye ka 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 chi nan kin chi ya ro sa na bak ti ka san nya nyan nan nan nya man na sa du ka mi chay ya. Tiếng Việt đâu rồi? Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng, hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Cái bản dịch này không biết có ai được. Còn thấy sư dịch là còn đọc theo vậy thôi. Dạ, sư con có gì sai không sư? Xin sư cho con nhân nhân nhiều sư. Cũng nhân nữa, thế nào cũng bị ông cho nhân nữa. Dạ, xin cảm ơn Hồng Mai, Hồng Thị Kim Trung cho bông qua, vỗ tay vỗ tưng. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp. Alo, 123, 123, sĩ Kim Nhung, sĩ Hồng Mai, sĩ Niệm Từ, sĩ Thiền Vũ cho anh chút nha. Học và thực hành, dân và học, để rồi coi như bỏ qua một bên. Ở đây, sĩ Kim ha, đọc coi như là Bali, đọc dòng kinh cũng chuẩn, qua dòng kệ cũng đặc biệt ha. Thì cho nhân đó chị hả? Nhân cái gì đây? Quý vị biết rằng trong các loại bánh á, bánh nào mà nó có nhân á, thì cái bánh nó ngon. Còn cái bánh mà không có nhân á, thì bánh nó, xin lỗi, dở, mà cũng không có ai ăn. Quý vị biết bánh nào không có nhân không? Hả? Ở đây thấy sĩ Nhật Quỳnh hay nói chữ nhân nè, sĩ Kim cũng hay nói chữ nhân nè. Vậy thì cái bánh gì mà không có nhân? Alo, bánh gì không có nhân? Rồi, hi hi ha. Sĩ Kim đọc dòng kinh hay, dòng kệ cũng hay, nhưng mà tại sao ở đây á, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Thì cái chuyện người hàng xóm á, người ta làm rầm 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 kệ người ta, mình đọc thì cứ lo đọc đi, chạy ra la người hàng xóm làm gì vậy? Hả? Người dân kẻ lạ các miền xa xăm, hoặc là giàu chó thân, thân thuộc xóm giềng. Thay bỏ của chạy lấy người rồi. Ủa chạy lấy người. Ủa hình xài chiếc mấy tà nó bánh tổ. Bánh tổ cũng có nhân vậy. Có mè nè, có cái này có cái kia, nó mới thành bánh mới ngon chứ. Người ta phối hợp gia vị vô trong đó, thì bánh tổ cũng có nhân trong đó. Có một loại bánh không có nhân, mà cái loại bánh đó thì sĩ Kim ôm chạy rồi. Alo. Nói đi, tên của mình cái là thấy giận hờn bỏ chạy ha. Cái loại bánh mà không có nhân, quý vị tìm chưa ra hả? Khi người ta nói là bánh tổ, nhưng mà không phải. Bánh tổ vẫn có nhân. Bánh đúc hả? Bánh đúc cũng có nhân. Bởi vì nếu mà bánh không có nhân á, thì ăn sao ăn được? Ăn cục bột à? Trong bánh đúc cũng có nhân trong đó, có gia vị trong đó. Sao đưa tay nữa đây bà? Có chuyện gì rắc rối nè hả? Thôi, đưa tay sắp hàng. Bây giờ mời xích bánh Ngọc Lạc hả? Bị bà ngạt độc quá, chứ không phải Ngọc Lạc đâu. Cái loại bánh không có nhân, quý vị tìm đi. Nhưng thì xích Nhật Quỳnh, xích Kim, bánh gì? Bánh la hả? Bánh lá hả? Bánh gì? Bánh tiêu hả? Bánh tiêu cũng có nhân vậy. Ăn vô tiêu liền. Bánh con ế không phải. Rồi từ từ cái phần thảo luận chúng ta nói sao. Rồi bây giờ mời sĩ Kim Nhung ha. Dạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ.
Cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài câu thứ 6 ạ. Na ba ro ba rang ni ko be tha na ti mai nye tha ka tha chi nang kinh chi ya ro sa na ba ti kha san nya nan nya mai nya sa dok kha mi chay ya Na ba ro ba rang ni ko bề tha na ti mạnh nhẹ tha ca tha chi năng kinh chi già rô sa na ba ti kha sanh nhà nành nha mạnh nha sa đúc kha mít chày giá nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn giận phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Đó là bản dịch tiếng Việt ạ. Con xin kệ. Na pa ro pa rang ni cup be tha na ti manh nhe tha ca tha chi nam kinh chi ya ro sa na ba ti kha sanh nha nanh nha minh nha sa đúc kha minh chay ya Na ba ro ba rang ni cup be tha na ti manh nhé tha ca tha chi năng kinh chim ya ro sa na pa ti kha sanh nha nanh nha minh nha sa đúc kha minh chay ya Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ, con đã đọc và kệ xong. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ Chú Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc từ Bi Kinh, đoạn 6. Na pa ro pa rang ni cup be tha na ti mạnh nhẹ tha cách tha chi năng kinh chip ya ro sa na pa ti kha sanh nha nành nha mạnh nha sa đúc kha mít chay ya Na pa ro pa rang ni cup be tha na ti mạnh nhẹ tha cách tha chi năng kinh chip ya ro sa na pa ti kha sanh nha nành nha mạnh nha sa đúc kha mít chay ya Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Đó là bản dịch tiếng Việt ạ. Dạ, con xin đọc kệ. Na pa ro pa rang ni cup be tha na ti manh nhé tha cam tha chi năng kinh chi Yarosana patika sanya nanya manya saduk kamit jaya Naparo parang nikum betha Nati manye takantha chinang kinchi Yarosana patika sanya nanya manya saduk kamit jaya Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Có gì sai, xin sứ Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin xuống mic ạ, xin nhìn cho việc kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ. Con cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Sít Meta, cảm ơn Sít Hồng Mai đã cho tôi biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và kể bài học hôm nay kinh tâm từ câu số 6. Na ba ro ba rang ni cup be tha nhà ti man ne tha cách tha chi năng kinh chi ya ro sa na ba ti kha san nhà nan nhas man nhas sa du kha mi chi ya Na ba ro ba rang ni cup
bề tha nhà ti mạnh nề tha các tha chi nành kình chi già rô sa nà ba ti kha sành nhà nhà nà nhà mạnh nhà sa kha mi chi ya dạ con kệ nà ba rô ba rằng ni cum bê tha nhà ti man nê tha cảnh tha chi năng kinh chi già rô sa na ba tỷ kha san nha nan nha man nha sa đúng kha minh chay ya nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Người con đã đọc và kể xong, con có sai không này sửa xin cho con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Giờ niệm từ xin mời bằng tay của Thiên Vũ ạ. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con xin kính cảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 6 bài kinh Từ Bi. Na ta rô ta răng ni cúp bê tha na tí mạnh nhê tha cát tha chi năng kinh chi gia rô sa na ta ti kha sanh nhà nành nhà mạnh nhắc sa đúc kha mít chày giá na ta rô ta răng ni cúp bê tha na tí mạnh nhê tha cát tha chi năng kinh chi gia rô sa na ta ti kha sanh nhà nành nhà mạnh nhắc sa đúc kha mít chày giá na pa ro pa răng ni cúp bê tha na tí manh nhê tha cát tha chi năng kinh chi gia rô sa na pa ti kha sanh nhà nành nhà manh nhắc sa đúc kha mít chày giá na pa ro pa răng ni cúp bê tha na tí manh nhê tha cát tha chi năng kinh chi gia rô sa na pa ti kha sanh nhà nành nhà manh nhắc sa đúc kha mít chay ya nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh nhật bình không? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin sám hối nãy giờ con không có trước máy, con nghe đạo tràng em ru con trả lời, con biết con có giật bích ai không. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ cho phép. Dạ con
thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tề Đức, vừa quan âm vào đạo tràng, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tề Duyên vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ, xin mời bàn tay. Dạ, không biết đâu mất tiêu hết rồi. Dạ, à, xa thú Thi Na chưa ôn bài phải không? Rồi, để chờ Như Quỳnh quét bài ra, mời Thi Na nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhà trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc đoạn 6 của từ Bi Kinh. Na pa ro pa rang ni kup be tha nhà ti man ye tha khat tha chi năng kim chi pya ro sa na pa tinh kha san nhà nhanh nhát man nhát sa đúng kha mít chay nhát. Nguyện không lừa gạt, dối manh, khinh người, miệt chúng, hư danh, trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm nhiền, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ, mưu thâm hại người. Na pa ru pa răng đi cũng bê tha. Nhàn tình mạnh nhé tha khánh tha chi năng kinh chi. Bài rú sa na ba tình khá san nhà. Nhàn nhà mạnh nhắn sa đúng khá minh chay ya. Na pa rú pa răng đi cứ bê tha. Nhà tình mạnh nhé tha khánh tha chi năng kim chi. Ya ru sa na pa thin kha san nya nhan nya man nhan sa đúng kha min chay ya. Dạ thưa con, cả đọc xong con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giúp cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh cầm mic rồi. Dạ, Như Quỳnh bàn tay cô đưa lên mà không có thấy cầm mic à. Dạ, mời cô có nghe được anh Thanh Như Quỳnh không ạ? À? Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Dạ tự do thấy có bàn tay của cô niệm từ dưa trước á, cô Nhật Quỳnh. Mà như chắc cô chưa ra lấy xuống sao. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Từ Bi đoạn 6 ạ. Na ba rô ba rằng ni cú bề thá na tí màn nhề thá cáp thá chí năng kinh chí già rô xá na ba tí gá sàn nhà nàn nhám màn nát xá đu khá mít chày giá. Na ba rô ba rằng ni Na ba rồ ba rằng nước cút bề thá nà tí màn nhề thá cát thá chi nằng kình chi già rồ. Sa nà ba tí gá sàn nhà. Nàn nhá màn nát xá đu khá mít chày giá. Nguyện không lừa gạt dối manh. Khinh người miệt chúng hư danh trang hiền.
dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kể lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con xin kể. Naparobarahnikubetha Natimanyetahakathachinankinchi Yarosanahapatigasanya Nannamanasahadukamichaya. Dạ con đã đọc kệ xong, con xin chứng nhất sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức có trước máy không? Dạ, nếu quý sư có trước máy cho con xin một tín hiệu à. Ồ, sa thú bằng tay quan thanh. Dạ, ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh quý sư, kính cung thỉnh cô tu nữ Tệ Duyên và kính mời Tràng. Rồi, bây giờ mời quan thanh trước nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà của cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào đoàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài đoạn 6 của Kinh Từ Bi. Na ba rô ba rằng ni cúc bề tha na ti mà nhành na ti mà nhành nhề tha cát tha chi năng kinh chi ba già sô san sa na ba ti kha sành nhà na nhành na nành nha mành nhà nành nha mành nhà nát sa đúc khẳng mích chi chầy giá. Dạ, con xin sám hối, con xin đọc lại. Na ba rô ba rằng ni cúc bề tha na tim mà ti mành nhề tha cát tha chi năng kinh chi ba già sô sa na ba ti khả sành nhà nà nành nha mành nát sa đúc kha mích chầy giá nguyện không lừa gạt dối manh khinh người miệt chúng hư danh trang hiền dầu cho thân thuộc xóm giềng người dưng kẻ lạ các miền xa xăm trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con xin kệ ạ. Na ba rô ba rằng ít phúc thế thà na ti manh nhẹ tha cát tha chỉ năng kinh chi ba la rô san sa na ba ti kha sanh nhà nang nát xa đúng kha mích chảy giá nà ba rô ba rằng lúc bên ta nà ti manh nhê thả cát tha chi năng kính chi ba rô sa na ba
ti kha sanh nha na nanh ha nát sa đúng khăng đúng kha mếch chay ya. Hôm nay con hơi phân tâm thì con đọc có cái sai, con xin mong ngài Chí Đức và đạo tràng cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép đọc đoạn thứ 6 kinh Từ Bi ạ. Nabaro barang nikup be thana timan ye thakat thachin nang kin chipia ro sanna patikhasanya nan nyam man taduk khamik chaya nabaro barang nikup be thana timan ye thakat thachin nang kin chipia ro sanna patikhasanya nan nyam man nyasaduk khamik chay ya. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng, hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con xin kệ. Nabaro barang nikup be tha na ti man ye tha kan tha chi nang kin chi pya ro sa na ba ti kha san nya nan nya man nya sa duk kha mi chay ya na ba ro ba rang ni ku pe tha na ti man ye tha kan tha chi nang kin chi Pyarosa napati khasanya nanya manya saduk khamichaya. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Chí Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự yên xin đọc kinh Từ Bi đoạn số 6. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Nabaro barang likup be thana ti manye thakka thachi nang kinh chit ya ro sanna bati gat sanya nanh nha manh nha sa duk tam mít chay ya. Nabaro barang likup be thana ti manye thakka thachi nang kinh chit ya ro sanna bati gat sanya nanh nha manh nha ta đốt tham mít chay giá na ba rô ba đằng ly cấp bề tha na na ti mạnh nhẹ tha cát tha chi nặng kinh chi già rô sa na ba ti gác sành nhà này nhà mạnh nhà ta đốt tham mít chay giá. Bây giờ tôi diễn tình kệ. Na ba ro ba rang ni cấp bê tha na ti mình nhê thật cả chị na ti mình nhê thật cả cả thật chị năng kinh chi ya ro sa na ba ti ga sa nha na nha mạnh nha sa đục tham mít chay ya na ba ro ba răng đi cấp bê ta na ti mình nhê tha ca tha chi
Yarosana patigasanya nyana nyana manyata dukkha miccaya. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc sớm diền. Người kẻ là các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ, tự nhiên đã đọc và có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã bóp bài. Đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh, kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Nam mô Bích Tha. Dạ, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, cảm ơn thiên vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức xin quý sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con không thấy tín hiệu của đại đức Pháp Trang. Dạ, con thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Đức. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Con cung thỉnh sư. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con thành kính đánh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đánh lễ Thượng Tọa Ký Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Từ Bi, đoạn số 6. Naparo parang nikuppe thana timanye thakkatachinang king chipya pro sana patikhasanya nanyamanya sadukhamicchaya. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc sớm diền. Người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ, cô xin kể. Naparo parang nikuppe tha na ti manye thakka thachi nang kinh chi ya prosana batika sanya nanya manya saukhamikyaya. Naparo parang nikuppe tha na ti manye thakka thachi nang kinh chi ya prosana batika sanya nanya manya sadukhamicchaya. Naparo parang nikuppe tha na ti manye thakka thachi nang kinh chi ya prosana batika sanya nanya manya sadokhamicchaya. Dạ, con xin hát ạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ đành thai, và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức và đã từ bi cùng giúp con ôn bà câu ôn câu số 6 của Từ Bi Kinh. Dạ, cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin được ôn câu đoạn số 6 ạ. Dạ, kính mời quý vị, còn vị nào thì kính đưa, xin đưa bàn tay lên. Dạ, Nhật Quỳnh chưa có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Trang, chắc sư bận rồi. Và còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay. Tại nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy. Dạ, con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ, con xin ông bài ạ. Nam ba rô ba răng ni cụp bê tha na ti man nhê tha ca tha chi năng kinh chi dạ rô sa na ba ti ca sa nha na na nha man nha sa đúc kha mít chay ya. Nam ba rô ba răng ni cụp bê tha na ti man nhê tha ca tha chi năng kinh chi dạ rô sa na ba ti ca sa nha na.
không sai rồi. Nan nha man nha sa đục kham mít chay ya. Nhà cho con xin đọc lại. Na ba rô ba răng ni cụp bê thà na ti mạnh nhê thà cáp thà chi năng kinh tí dạ rô sa na ba tư a sành nha nan nha mạnh nha sa đục kham mít chay ya. Nam ba rô ba răng ni cụp bê thà na thì mạnh nhê thà ca thà chị nặng kinh chít dạ rô sà na ba tư ga sẵn nha nam nha mạnh nha sá đúc ca mít chạy giá. Nguyện không lừa gạt dối manh, xin người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm giềng, người dân cả kẻ lạ các miền xa thăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con xin được kể ạ. Nam bà rô ba răng nì cụp bê tha, nà ti manh nhê tha, cà tha chi năng kinh chi. Dạ rô san na ba ti ga san nha, nanya manya sa dukkha mitcheya. Na ba ro ba rang mi cup be tha, na ti manye tha ka ta chi nang kin chi. Ya ro sa na ba ti ga san nha, nanya manya sa dukkha mitcheya. Dạ con đọc quá sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Dạ Nhật Quỳnh, con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính bạch ngài, có lẽ không còn vị nào mà đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ con thành tâm, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài tri đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại ạ. Ngài cho con xin một tín hiệu bạch ngài để con kính dân mít đến ngài ạ. Dạ, dạ sa thú lành thai, dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Hai Dạ. Ai sa thú sa thú, bài hôm nay khó. Nhưng mà vị nào đọc cũng hay hết á. Riêng Sích Quang Thanh sức khỏe không tốt. Và hơi phân tâm, cho nên hơi đọc cái bài này không được tự tin. Còn những vị trong đạo tràng của chúng ta mỗi người một vẻ, giống như một cái vườn hoa, nhiều bông hoa nó nở rộ, và chúng ta thấy đó là một vườn hoa coi như toàn diện. Có loại này, có loại kia, bông này, bông nọ, khoe sắc. Thì ở đây, trong cái vườn hoa chánh pháp này, trong cái vườn hoa đạo này, quý vị đã nở lên những cành hoa tươi đẹp. Và bây giờ thì chúng tôi ôn lại. Nếu vị nào cảm thấy hoan hỷ, muốn tiếp tục thì cứ đưa tay ha. Trong cái giọng đọc thì đây là một đoạn kinh khó, và trong cái giọng kể thì đây cũng là một đoạn mà chúng ta cũng hơi khó, là khó kể chứ không phải dễ ha. Nam bát rô ba rằng ni cúp bề thát na tí mạnh nhề thát cát thát chi năng kinh chi già rô sát na bát chi cát sành nhà nành nhá mạnh nhá sa đúc ca mi chày giá. Nam bát rô ba rằng ni cúp bề thát na tí mạnh nhề thát cát thát chi năng kinh chi già rô sát na bát chi cát sành nhà nành nhá mạnh nhá sa đúc ca mi chày giá. Thì trong cái dòng kệ, quý vị chú ý, nhiều vị có dòng kệ hay chứ không phải là không, nhưng mà chúng ta theo một cái nguyên tắc để từ cái đoạn 1 cho đến đoạn 6 này, cái âm điệu nó đi liền với nhau, chứ không phải là cái đoạn 6 chúng ta đọc nó khác đoạn 5 hoặc là đoạn 1.
mà nó theo một quy luật. Câu trước thì ngắn, câu sau dài. Và chúng ta cố ý ráng đọc sao một lần hai câu để nó nương nhau và nó xúc tích hơn ha. Thì trong dòng kệ quý vị quan hỷ ha. Naparo barang nikubbe tha nya timanye thakan thachinang kinchi yaro sana batika sanya nanya manyan sadung kamichaya Naparo barang nikubbe tha na timanye thakan thachi năng kinh chi ya ro sana batika sanya nanya manyan sadung kamichaya. Alo, đã hứa Xuân Lan nói rằng mới vô từ quý vị nếu mà vô lâu á từ từ rồi sẽ hòa nhập. Bởi vì quý vị mới vô thì cảm thấy nó lạ, không sao, rất lạ sao quen. Đối với đạo Phật thì quý vị biết rằng mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà. Vậy thì từ từ chúng ta sẽ làm quen với nhau ha. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chủng, hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ, cách xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Bài kinh Karani, bài kinh Từ Bi, đây cũng là một cái bài kinh trong Thanh Tháp Baritha, chắc là trong những bài kinh hộ trì gọi là Paritta hộ trì. Lý do thế nào? Cái gì cũng có nhân có quả. Quý vị đã học cái câu Phật ngôn này. Trong câu Phật ngôn thì nói lên ý nghĩa là 500 vị tỳ khất đi đến một khu rừng nọ và cảm thấy rằng nơi đây cảnh vật hữu tình, những cây đại thọ này có thể che mưa che nắng, và 500 vị tỳ khưu đó quyết định xin nhận nơi này làm quê hương trong 3 tháng, tức là các ngài an cư kiết hạ tại khu rừng đó. Khi mà các vị thọ thần, các vị chư thiên ở trên cây, những vì họ thần, những vị chư thiên mà ở trên những ngọn cây đó, họ thấy chư tăng đến thì do giới đức của các ngài mà các vị chư thiên không dám ở trên những ngọn cây, rồi các vị chư thiên đó mới từ bỏ những cái ngọn cây, thân cây và xuống ở dưới đất. Nhưng mà đời sống gia đình có con rồi ở dưới đất thì là một nơi không thích hợp. Các vị chư thiên mới nghĩ rằng ồ, các ngài chẳng qua là coi như ở đây một vài ngày rồi các ngài cũng đi thôi, chứ không lẽ là các ngài ở đây hoài. Nhưng mà ngày này qua ngày kia rồi kéo dài nửa tháng. Các vị chư thiên mới nghĩ rằng thôi các vị tỳ khưu này an cư nhập hạ ở đây rồi, cho nên cái đời sống của chúng ta mà nếu các ngài mà trú ngụ ở đây thì chúng ta phải lây lất ở dưới những cái dưới đất á, mà con cháu đùm đề thế này thì khổ quá, không thích hợp với cái trú xứ của mình. Cho nên các vị chư thiên đó mới kiếm cách để hù dọa, để đuổi các vị tỳ khưu này đi ra khỏi khu rừng đó. Thì hình thức là
các vị tỳ khưu thì mỗi ngày buổi sáng đi khất thực thì vật thực cũng đầy đủ, vật thực đầy đủ, ăn uống thì thấy cũng vừa với cái khả năng, với cái sức lực của mình, nên là sống qua ngày chờ qua đời được. Nhưng mà rồi vật thực có đầy đủ, ban ngày đời sống tốt, nhưng mà rồi ban đêm mới có chặn vạn. Người ta nói cái cõi âm á, thì thứ nhất chặn vạn, thứ nhì rạng đông, tức là khi mà vừa chặn vạn tối là các vị vô hình này xuất hiện, thế giới của âm mà xuất hiện. Để rồi khi mà gà gái rạng đông á, thì các vị này đi về cảnh giới của mình. Như câu chuyện mà Phạm Công Cúc Hoa hả, hai đứa bé mà coi như ở trên mộ, rồi cha mẹ hiện lên, hay là săn sóc, rồi cái thương yêu nuông chiều hai đứa con nghi xuân tấn lực ha. Nhưng mà rồi gà gái thì coi như cũng bỏ của chạy lên người, trở về cảnh giới của mình. Thì như vậy cái cảnh âm là cái cảnh mà nhất chặn vạn, nhì rạng đông. Thì bây giờ mới chặn vạn là mấy cái vị chư thiên, mấy vị thọ thần này hiện hình quái đản, gào thét la hét, hiện ra cái đầu người, hiện ra cái tay, hiện ra cái chân, mặt mũi ghê gớm xuất hiện bằng để hù dọa. Rồi các vị tỳ khưu này 500 vị đông như vậy, nhưng mà lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Ban ngày ăn thọ thực xong, kiếm một cái nơi nào đó để mà dưỡng sức, ngủ nghỉ cho cái sức, để mà tối để phòng thủ, tối để mà thức, để mà coi như là thức để mà sợ, nó bị hù riết. Rồi các vị này ôm cái gì vậy? Không biết cái gì nằm cái rầm. Không sao. Quý vị nghe hả? Mới nghe cái rầm không biết cái gì. Ok. Cao luôn. Hay quá, xin Nhật Quỳnh. Đứt hết trơn rồi. Ở đây nhiều khi nó làm cái rầm giống như pháo kích vậy. Hồi xưa cái gì vậy? Vả hả? Không phải đâu, cao đụng. Cao đụng là nhiều cái rất lên tôn đó, làm cái rầm giống như trời sập, mà cái kiểu mà con thỏ, câu chuyện con thỏ. Thì ở đây vậy, thì ban ngày ngủ đi lấy sức, ban đêm thức. Mà thức để làm gì? Để coi như để mà run, để mà sợ. Nhưng mà run sợ cũng phải có sức nghe. Hù riết là cái xanh sao ốm o gầy mòn. Rồi mình sợ ma, không lẽ lại nói cho người khác tôi sợ ma. Cho nên vị này nhìn vị kia, ủa sao mà lúc này xanh sao, lúc này sao mà cái nó vẻ thâm quần con mắt như vậy, thức đêm để làm cái gì, sao mà ốm o gầy mòn vậy. Cái vị này hỏi vị kia hỏi vị nọ, rồi rốt cuộc cũng lòi ra cái đuôi chuột. Là vị nào cũng nhát, cũng sợ ma hết. Rồi bây giờ quyết định với nhau, mình sợ quá thôi bỏ của chạy lên người. Thôi bây giờ bỏ hạ. Chứ bây giờ ở đây tai hại quá, cái kiểu này kéo dài sợ chưa ra hạ thì thấy đã tiêu cái mạng này rồi. Thôi rủ nhau về trình lên Đức Phật để giải quyết cái vấn đề này. Đưa nhập hạ mà bỏ hạ ra đi, rồi như vậy thì phạm về tội gì? Rồi bây giờ ở với ma như thế này, nó riết như vậy thì thấy còn có bộ xương không? Bạch Ngài, Ngài có phương pháp nào giải quyết dùm cái chuyện này? Đức Phật Ngài quán thấy nhân duyên ha, có nhân có quả ha. Bởi vì khi mà cái này sanh thì cái kia nó cũng sanh lên, khi cái này diệt thì cái kia nó cũng diệt. Thì bây giờ Ngài quán về nguyên nhân, Ngài thấy rằng cái nhân và cái quả nó xuất hiện tại đó.
tức là lửa cháy ở nơi nào thì phải dập nơi đó, ma nhát ở đâu thì lại đó, nhát lại mấy con ma đó. Và Đức Phật dạy cái bài kinh từ bi này, các ngươi không có tâm từ, các ngươi không có áo giáp để phòng thân, cho nên khi mà bị cao ở quên không phải cao độ mà khi mà bị cái ngoại cảnh mà nó chi phối như vậy thì các ngươi phải kiểm soát lại, phải coi lại là dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ thì mình cũng không có giận hờn về người ta, không có nghĩ mưu để mà coi để trả thù người ta. Thì ý của đoạn kinh này nói lên đại khái như vậy, nhưng mà nguyên một bài thì nó toàn diện, đây là coi như trích đoạn thôi. Đức Phật này dạy về kinh từ bi và bảo học thuộc lòng, bởi vì chính bài kinh từ bi này là cái áo giáp để chế ngự được cái sự sợ hãi, cái sự sợ ma mà các người đã thấy, đã gặp. Các vị 500 vị tỳ kheo này học thuộc lòng bài kinh đó, và học thuộc lòng và Đức Phật bảo là đi vô lại cái chỗ đó để gặp những con ma đó. Thì Phật lệnh mà, khi mà đã học thuộc rồi và Đức Phật bảo thì phải nghe thôi. Và các vị tỳ kheo này học thuộc lòng xong đi đến khu rừng đó, nhưng mà thật sự khi chưa bước vô khu rừng đã đập oang oang lên rồi. Nó to hơn quý vị nhiều. Quý vị nhiều khi phân tâm, quý vị đọc còn sai. Nhưng mà các vị tỳ kheo đó sợ ma, cho nên học một cách miên mật, học một cách chăm chỉ, học một cách chú tâm, và đã thuộc nằm lòng. Cho nên khi mà 500 vị tỳ kheo cùng cất giọng lên cái bài kinh Karani này, thì quý vị biết rằng các vị chư thiên nghe cái bài kinh này có một cái uy lực mà nói lên cái tâm từ, cái từ trường của các vị này phát ra, và những con ma, những vị thọ thần, những vị chư thiên thấp, tức là những vị địa tiên đó, ở trên các ngọn cây trong khu rừng đó, khi nghe cái uy lực của bài kinh Karani này, tâm của các vị chư thiên đó, các vị phi nhân đó, tự nhiên hoan hỷ và cảm thấy thương mến các vị tỳ kheo này, không có cái tâm mà oán thù muốn xua đuổi các vị tỳ kheo này nữa, mà rất là hoan hỷ. Và khi hoan hỷ có niềm tin thì các vị chư thiên có hộ trì, các vị chư thiên hộ trì và không có quậy phá nữa. Khi mà không quậy phá như vậy thì các vị này vật thực đầy đủ này ha, đi vật thực đầy đủ này, cái trú xứ coi thanh tịnh này, được chư thiên hộ trì, thì xin lỗi, có cái gì mà có vũ đập rầm rầm ở xung quanh rồi mình phải chạy ra mình la làm chi vậy, tức là không có tiếng đập xung quanh, không có sự ồn ào xung quanh, trong cái sự thanh tịnh của khu rừng đó do các vị chư thiên hộ trì, mà các vị tỳ kheo này an trú trong sa môn pháp, an trú trong đề mục, và sự tu hành của các vị này tiến bộ, và từ cái sự tiến bộ đó hướng về quả thánh đạo một cách rất là dễ dàng. Cho nên sau 3 tháng ăn cư tại đó, các vị này là những vị thánh vô lậu. Thì chúng ta thấy cái bài kinh này chỉ đọc lên mà chư thiên hoan hỷ như vậy. Theo cái đoạn này nói lên cái gì? Nguyện không lừa gạt dối manh, mà nguyện không lừa gạt dối manh tức là hướng về thiện pháp. Mà hướng về thiện pháp thì trong 10 pháp ba la mật thì có cái câu Atitha na parami, Atitha na upaparami, Atitha na paramattha parami, tức là
một cái nguyện lực bậc hạ, bậc trung và bậc thượng mình hướng về thiện pháp, một cái nguyện lực, một cái hướng đi, một sự quyết định mình hướng về thiện pháp. Và trong thiện pháp đó là không khinh người miệt chúng, không coi thường người ta, không khi dễ người ta, mà khinh người miệt chúng ở đâu, dầu cho thân thuộc, rồi những người xung quanh mình, rồi những người xa lạ. Tức là mình áp dụng thiện pháp, mình không có tự tán hủy tha, mình không có tự mình ngồi ở trong cái thúng mà mình bươn lên, mà mình luôn luôn có một cái sự tôn trọng, và những cái sự giận hờn do trong sân thì mình cũng không vì cái vấn đề bên ít đi bên quy lại, không vì có qua có lại, người ta đánh mình bên trái thì mình cũng đánh bên trái, họ đánh mình bên phải mình cũng đánh lại bên phải, không. Dầu có phẫn nộ, dầu có sân hận thì chúng ta cũng kìm lại. Bởi vì sao? Mình đã có một lời nguyện trong sự tu tập, có một hướng đi, có một sự quyết định. Thì bây giờ dầu có sân nó nổi lên đi nữa thì hãy nghĩ nhất sân chi quả năng thiêu vạn khoảnh công đức di sơn. Tức là khi mà cái sự sân hận mà sanh khởi thì bao nhiêu cái rừng công đức mình đã tạo nó sẽ tiêu hết. Cứ nghĩ như vậy đi thì mình không có âm mưu, không có tiền kế để mà hủy diệt đối tượng. Thì trong cái đoạn này chỉ là một khía cạnh để nói lên cái tâm từ, để nói lên làm sao để diệt được cái sự sân hận. Thì chính cái sân là đầu mối, là dây mơ rễ má chúng ta tạo nên những ác pháp. Thì trong cái sự sân hận này, chúng ta hãy tìm hiểu cái nguyên nhân của nó, để rồi không lừa gạt, không khinh người, mà không nghĩ mưu kế để hại người. Thì như vậy cái tâm từ của chúng ta lan tỏa, dù cho bà con thân quyến, dù cho những người thương, dù cho những người ghét ở gần ở xa, chúng ta phải thể hiện một cái tâm coi như là không có oan trái, không có hận thù. Chính các vị tỳ kheo đó đã nghe lời Phật dạy và đã áp dụng, để rồi trong cái thiền hành của các ngài, các ngài đã thực hành theo những cái pháp môn, những cái đề mục mà Đức Phật đã truyền dạy một cách rất là chỉnh chu, và cứ thế từ phàm lên thánh. Trở lại vấn đề, thời gian còn nhiều, bây giờ mới 5:57. Trong đạo tràng có những vị mà có như hay đề cập đến chữ nhân, vậy thì những cái bánh nào mà có nhân đó là những cái bánh ngon, bánh nào mà không có nhân thì bánh dở. Bởi vì quý vị biết rằng bánh ngon thì quý vị đã từng thưởng thức, vậy thì cái bánh dở, bánh không nhân là loại bánh gì? Bánh xe hả? Bánh xe không có nhân thì sao nó chạy? Nhân của nó là không khí á. Nhưng của nó là không khí, bánh xe mà không có không khí ở trong, không có nhân ở trong sao chạy được? Bánh xe cũng có nhân vậy. Bởi vì cái bánh nào không có nhân? Hay quá, Sư Thiện Vũ, bánh dày cũng có nhân vậy. Bánh dày cũng có mùi vị, cũng có tiêu hành ớt mỡ, cũng có gia vị, rồi người ta mới ăn được, đặt tên là bánh dày. Cái bánh mà không có nhân đó, đó chính là Sĩ Thiền Vũ. Bánh vẽ làm sao có nhân? Nó rõ ràng bánh vẽ thì cũng có nhân. Cái vấn đề chúng tôi khen, chúng tôi chê,
trong đạo tràng. Không phải là chúng tôi cho quý vị ăn bánh vẽ, không phải cho quý vị ăn bánh vẽ, mà cho quý vị ăn bánh mà có nhân. Bánh có nhân tức là chúng ta cảm thấy rằng nó ngọt mặn, nó cay, nó chua. Còn cái bánh vẽ này đâu có ngọt mặn cay chua đâu. Con là mấy rồi hả? Bị ăn mấy rồi rồi hả? Rồi. Sẽ kìm cười ha. Cười. Rồi. Cũng trong cái câu này, trong cái câu đoạn sau này, quý vị biết rằng trong các loại vật thực, trong các loại vật thực thì đoạn thực ha, xúc thực ha, tư niệm thực ha, thức thực ha, bốn loại vật thực. Thì trong bốn cái loại vật thực này, quý vị ăn cái món nào mà nó có kết quả nhãn tiền, chắc đã ăn vô mà cảm thấy cùng người coi như có sức khỏe, rồi coi như là nó hiển hiện ra để cho mình thấy rằng nhờ cái vật thực đó mà nó bổ dưỡng đến cái người ta nhìn vô là người ta hoan hỷ. Vậy thì trong các loại vật thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, thì quý vị thấy ăn cái vật thực nào, ăn cái nào là ngon nhất mà có sức khỏe mà thấy rõ ràng. Alo, tại sao? Đây là một câu hỏi. Đây là một câu hỏi. Ăn cái vật thực nào trong bốn loại vật thực, ăn cái vật thực nào mà kết quả nhãn tiền, tức là mình ăn vô cảm thấy khỏe ngay, con người mình, người ta nhìn vô là người ta thấy có nhiều phát tướng liền, hồng hào, có phải là sơn hào hải vị, hay là những cái vật thực của chư thiên, hay là cái gì, quý vị thấy ăn cái vật thực nào, ăn cái gì mà có sức khỏe. Alo, xúc thực ha. Ô, xí ca, có phải nữ không? Nữ thì gọi là xí nha. Xí ca Xuân Lan nói xúc thực, là xúc thực, xúc thực, ăn vô là có kết quả liền. Đó là một ý kiến. Đó là một, xí Xuân Lan nói xúc thực. Rồi, vị nào thấy rằng ăn cái gì mà kết quả nhãn tiền mà xí Xuân Lan nói xúc thực, tức là ăn những cái vật thực do sự tiếp xúc. Rồi, còn ai có ý kiến nào ăn cái gì? Đoàn thực, xí Thiền Vũ, mắt thấy tai nghe, đoàn thực là những vật thực thô thiển, những vật thực mà mình thấy rằng cơm, bánh, những cái gì gì mà mình thấy trước mắt. Còn cái xúc thực này không phải là đoàn thực ha, nó khác, hai loại vật thực này khác. Sư Thiền Vũ nói đoàn thực. Rồi ai có ý kiến gì nữa không? Tùy thời, tùy lúc để dùng thực nào. Bây giờ tùy thời, tùy lúc thì ăn cái gì đây? Sư Kim Nhung. Mới có xúc thực, mới có đoàn thực, trong cái đoàn thực thì ăn cái gì đây nữa? Xúc thực thì thấy cũng có lý, thức thực, Huỳnh Giang Nhật Hà, ăn bằng tư tưởng hả? Ăn bằng thức hả? Rồi, ba người ba ý, ba người ba ý, còn thêm một ý nữa đi, tư niệm thực lên, làm luôn đi. Như vậy là bao gồm hết rồi, còn gì để mà nói? Thì trong bốn cái này, lựa ra một cái, ăn gì mà người khỏe mạnh, mập mạnh, có phải là trăng châu hoặc là bào ngư, vi cá, rồi gì gì đó, hoặc là những cái mà có như bổ dưỡng, hoặc là như từ Hy Thái Hậu ăn ốc khỉ rồi chẳng hạn. Hiện giờ thì đang dùng thức, xúc, tư thực, chút xíu nữa là con dùng đoàn thực. Chị Kim Nhung,
coi như bao gồm hết thì vậy thì ai chơi trở lại, trời ơi cái gì chọn cá đi, ăn cái gì mà người khỏe liền, nghĩa là quá bao nhiêu tiền, có phải là những cái món ăn bổ dưỡng. Muốn ăn bổ dưỡng để cho con người có kết quả thì bây giờ những cái gì trong đoàn thực nè, những cái mà chúng ta thấy trước mắt nè, xúc thực nè, rồi thức thực nè, tư niệm thực nè, mấy cái đó nó thuộc về danh. Còn cái mà chúng ta đụng chạm nè, tức là đoàn thực nè, con người của chúng ta, sabbesata aharathitika, tức là sống, duy trì, tồn tại được là do vật thực. Mà vật thực này có con người của ta do đoàn thực mà ra. Vậy thì trong đoàn thực này, Chí Thiện Vũ đưa lên, thì trong đoàn thực này, ăn gì? Ăn cái gì mà có kết quả? Những cái món bổ dưỡng nào quý vị coi như thay ra đi. Im ru hả? Im ru. Không lẽ bây giờ nói ra thì bể mánh hết rồi. Để quý vị suy nghĩ một chút nhé. Thời gian còn nhiều mà. Alo. Để rồi. Rồi. Cái câu này trả lời không được thì thôi bây giờ thêm một câu nữa đi cho nó trả lời câu này không được thì trả lời câu khác ha. Trong vấn đề chấp thủ ai cũng cho rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt. Và có người lại lên luôn cả cung trăng lên sao hỏa, muốn chiếm làm sở hữu, càng lên cao thì kiểm soát càng rộng. Và nếu mà kiểm soát cái tầng cao ở trên á thì mình sẽ làm chủ phía dưới này, tức là con người họ tính toán rằng nhìn xa hiểu rộng á, nhìn xa hiểu rộng. Họ muốn chấp thủ, họ muốn rằng họ đăng ký những ngôi nhà, những cái lâu đài ở trên cung trăng, ở trên sao hỏa, vân vân. Vậy thì một câu hỏi, đất nước nào làm chủ cái mặt trăng, cung trăng? Không phải nói chị Hằng chú Cụi ở trên đó làm chủ đâu nghe, mà trên thế giới chúng ta, đất nước, những đất nước mà lớn, rồi những cái đất nước nhỏ, rồi những bộ lạc, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì trong những đất nước của thế giới này, ai, đất nước nào làm chủ mặt trăng? Tức là mặt trăng thuộc về quyền sở hữu của đất nước đó. Quý vị Nhật Hà nói Việt Nam ha. Việt Nam có ai, có Phạm Tuân lên chinh phục ha. Phạm Tuân đã lên chinh phục mặt trăng hả? Sao nữa? Trên nói chị Hằng và chú Cổi. Rồi Quỳnh Giang Nhật Hà thì nói Việt Nam, chị Kim Nhung nói bán trăng. Bây giờ Quỳnh Giang Nhật Hà nói Việt Nam, bây giờ Quỳnh Giang Nhật Hà nói Việt Nam như thế nào? Rồi có ý nghĩa. Đưa ra thì mình phải có cái vấn đề mà lý luận chứ. Hàng Mật Tử đi bán trăng. Có giơ tay không? Quỳnh Giang Nhật Hà có giơ tay không? Đâu thấy bàn tay đâu. Nguyên nhân Nhật Hà đâu có thấy không hả? Rồi. Cái gì? Gì đây? Sĩ Kim có đưa tay nè. Để coi Sĩ Kim nói làm sao đây.
Sư, con đi ngoài con không nghe được câu hỏi của sư. Sư nói gì hàng bạc tử? Sư nói lại đi rồi con sẽ nói hàng bạc tử. Hàng bạc tử này vui lắm á. Sư cho con biết câu hỏi lại đi. Sư chát lên hay là con đi xuống? Con đi xuống đi. Con nghe hàng bạc tử là con khoái dữ lắm. Sư cho con biết câu hỏi của sư là cái gì vậy? Alo, alo, trên thế giới ai làm chủ mặt trăng? Nha, đó, sư Kim Dung đưa ra cái câu hỏi, tức là cái lòng tham vô đáy của người của chúng ta, đất nước của chúng ta muốn làm chủ không gian, làm chủ của mặt trăng á, tức là mặt trăng thuộc quyền sở hữu của đất nước nào, thì Quân Giang Nhật Hà nói rằng Việt Nam đã làm chủ cái mặt trăng. Rồi Sĩ Kim Nhung cũng có ý kiến như vậy. Rồi bây giờ Sĩ Kim có ý kiến sao? Nghe rõ chưa? Alo, nghe rõ chưa? Em đu vậy nè. Trời ơi, hỏi vậy mà không trả lời được ha. Không có ý kiến rồi, thấy rồi. Cái câu hỏi này ai làm chủ mặt trăng hả? con đâu có biết được. Con thấy Mỹ là người đổ bộ phi thuyền lên mặt trăng năm 1969 gì đó. Còn ai làm chủ con biết chết liền á. Nhưng mà nhắc tới có người nói hàng bậc tử làm chủ mặt trăng hả? Không dám đâu. Con nghe ông anh con kể vậy nè. Ổng có đố con chứ. Tao đố tụi bay nè. Tại sao khi mà cái bài gì, cái gì hàng bạc tử, ai mua trăng tôi bán trăng cho vậy đó, chẳng bán tình duyên mà bán mặt trăng vậy đó, con quên rồi. Ổng mà đi đâu, ông này ổng đi, ổng về ổng hỏi tao đố tụi bay nè, tại sao hàng bạc tử không có bán gì mà bán trăng không, tụi bay nói cho tao biết đi. Không đứa nào biết hết trơn, ngồi nói thôi ông nói đi. Ổng, tại vì tụi bay có biết rằng mấy người bị cùi đó thì khi nào mà có trăng lên nó đau nhất dễ sợ lắm. Cái thằng hàng bạc tử này nó bị bệnh cùi, khi mà trăng lên, thấy trăng lên là nó đau nhất dễ sợ, nó không biết làm gì thì nó làm cái bài thơ ai mua trăng không tôi bán trăng cho, vậy thôi. Con chỉ biết vậy thôi à. nhưng mà sau này con không biết ông nói, nhưng mà sau này con nghe hữu lý. Thì có một vài vị mà bên khoa học đó, người ta nói khi mà mặt trăng lên là nước nó đầy hay cái gì đó, thì trong cơ thể con người ta cũng có sự biến chuyển chút. Nhất là những người bị bệnh cùi đó, thì những thần kinh nó hay đấy, nó co rút nhiều hơn, nó đau đớn nhiều hơn. Chắc anh ta đau dữ lắm á, anh ta mới rên, không biết thấy mặt trăng mà thấy ớn rồi. Thì giống như mấy tên mà tử tội đó, sắp sửa tới ngày mà bị lên đoạn đầu đài, bị chích thuốc hay chết á, thì nó thấy mặt trời lên là thêm một ngày nữa nó ớn vậy thôi. Thì con chỉ biết là thôi, chứ mà ai mà làm chủ mặt trăng ai biết được. Mặt trăng là mặt trăng. Nhưng con thấy Mỹ nó đổ bộ phi thuyền lên đó cách đây mấy chục năm đó, thì nó khoanh chỗ nào làm chủ đó thì đâu có biết được. Cái chuyện đó ai làm chủ kệ ai, đi lên trên trển sống đâu có được đâu, kệ nó làm gì kệ nó. Dạ con xin hết rồi. Alo, 123, 123. Nghe nói tới hàng mặt tử là Sĩ Kim khoái. Tại sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mà hàng mặt tử là người bị bệnh cùi. Sĩ Kim có bị gì không mà thấy khoái vậy nè hả? Nghe nói hàng mặt tử là khoái ha. Ở đây cái lý do tại sao cái vấn đề mặt trăng là sở hữu của hàng mặt tử, bởi vì cái bài thơ ai mua trăng tôi bán trăng cho của mình, cho nên mình mới đem đi bán. Thì như vậy hàng mặt tử ở đâu? Ở Việt Nam. Thì các nước Việt Nam của chúng ta có một người chấp thủ, ai thủ
hữu. Chính cái thủ hữu đó cho nên hàng mật tử mới làm chủ cái mặt trăng, mới đem trăng bán cho người ta. Có đất nước nào mà dám coi như ngon lành à, giống như hàng mật tử không? Ai mua trăng, tôi bán trăng cho ngon ha. À, như vậy có người mà khi chấp thủ thì cái tâm của họ có rộng mở không? Có nguyện không lừa gạt dối manh, có khinh người miệt chúng không? Cái này mới là miệt chúng. À, ta là người sở hữu một cái mặt trăng, sở hữu cả vũ trụ à, như vậy thì sao? Thì ở đây nói lên cái vấn đề à, có người khi mà tự cao tự đại, khi mà chấp thủ như vậy thì người đó cái tâm của họ nó chỉ có vấn đề vị kỷ cá nhân mà thôi à, cho nên hàng mật tử là một người đại diện để cho chúng ta thấy rằng 500 vị tỳ kheo đó khi mà đã thuộc cái bài kinh này và đi đến khu rừng với một cái tâm mà không lo nghĩ mưu thâm hại người. Tôi ở đây mấy ông nhát tôi quá trời quá đất này, bây giờ tôi vô tôi trả thù. Không có. Trong cái sự giận hờn, trong cái sự phẫn nộ bởi vì bị phá, ban đêm ngủ không được. Nhưng mà bây giờ đến tại nơi này không có cái tâm thù oán đối với những vị chư thiên đó nữa. Thì như vậy ở đây các vị thầy cô này không có cái tâm chấp thủ. Còn câu nữa sao quý vị chưa trả lời? Ăn cái gì mà không mà khỏe người hả? Trong bốn loại vật thực á thì chúng ta xin trình bày lại để cho quý vị nắm rõ ha. Trong tương ứng nhân duyên á, phẩm ba nói lên thịt của đứa con à, tức là đứa con một à, một đứa con duy nhất. Gọi là ở đây có bốn loại vật thực ha, đoàn thực này, xúc thực này, tư niệm thực này, rồi thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay là sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh? Đoàn thực là cần phải nhận xét như thế nào? Ví như thịt đứa con, hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã với một đứa con khả ái, thương yêu, thương mến. Trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường hoang vu thì cái số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao mòn khánh tận và một vùng hoang vu còn lại chưa được vượt qua. Rồi hai vợ chồng suy nghĩ, đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn khánh tận, còn lại là cái vùng hoang vu này chưa được vượt qua, vậy thì chúng ta hãy giết đứa con một khả ái dễ thương này làm thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua cái vùng hoang vu này. À, họ vừa ăn thịt con vừa đập ngực vừa than khóc, đứa con một ở đâu, đứa con một ở đâu. Họ ăn muốn ăn không phải để vui chơi, không phải để tham đắm, không phải cái mục đích là vượt qua cái vùng hoang vu này. Thì ở đây đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Rồi quý vị nghĩ ăn ở đây ăn gì? Ăn thịt con mà cái hoàn cảnh bắt buộc như vậy, thì trên con đường mà xa mà hoang vu bắt buộc, trong cái vấn đề đoàn thực nó đã xảy ra như vậy, thì bây giờ câu hỏi đến quý vị là ăn cái món nào mà con người nó khỏe mạnh à, có kết quả, không phải như là ăn thịt con mà ăn để mình cảm thấy rằng không có hoan hỷ à, nhưng mà nó lại bồi dưỡng sức khỏe một cách rất là thiết thực.
Alo, trở lại vấn đề ăn cái gì? Thôi vì nó là đi bơ thật chuyện dưới đất này là quên hay sao? Những cái gì trước mắt của chúng ta đã từng ăn rồi chứ không phải là chưa ăn, chỉ để quán tưởng thôi phải không? Không, cái này không quán tưởng nổi, mà cái này tưởng này là tưởng tượng, là giống như tưởng voi vậy thôi chứ không phải tưởng nổi. Alo, cái này, cái món ăn này tức là một cái hậu quả của một việc làm, tức là món ăn này sẽ đến với chúng ta. Siết mê ta, xa trụ xa trụ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khả, dạ, dạ con kính tri ân Ngài, con kính đảnh lễ Ngài cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Là bây giờ, nãy giờ Ngài hỏi gì chứ đoàn thực thì ăn những cái món ăn gì để mà cảm thấy rằng nó tốt, thì con nghĩ rằng ai, những người phàm nhân tất cả chúng ta thì ai cũng phải ăn để mà nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi từ đó chúng ta nương vào cái cơ thể đó để mà tu tập. Đối với người Phật tử là như vậy, thì con nghĩ là những thức ăn mà con thực tế đó, những thức ăn nào mà con lựa chọn là nó không phải là đưa đến cái sự sắc cá, con tôm, con cua gì đó mà nó còn sống, mà con chỉ lựa những cái thức ăn nào mà nó đã coi như là chết rồi, thì con làm, con ăn cùng với rau cải, trái cây gì đó, dạ, thì để cho nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi con nương nhờ cái cơ thể đó mà con tu tập. Con nghĩ là vậy thôi chứ con không có biết gì cao xa hơn hết. Dạ, con xin trả mít lại cho Ngài, con kính cảm ơn Ngài. Sa thủ, siết mê ta. Đó là những cái vấn đề trong đời sống của chúng ta, thiết thực ha. Siết mê ta trả lời. Nhưng mà ở đây những cái vật thực đó nó nằm ở trong cái câu số 6 này. Vật thực đã có sẵn và chúng ta chỉ có ăn thôi. Vậy thì ăn như thế nào mà cảm thấy con người nó mọc mạnh nè, nó phát triển nè, sức khỏe này kia nó hiện ra trước mắt của chúng ta. Gọi là quả báo nhãn tiền. Thì cái vật thực đó nó nằm trong cái câu số 6 này, chứ không có đâu xa hết đó. Quý vị hiểu chúng tôi nói ăn cái gì thì quý vị cứ trả lời. Lâu lâu đố một cái thấy suy nghĩ quá, câu giờ không à. 6 giờ 24 phút rồi, còn 6 phút nữa nghe. Ăn hối lộ hả?
bậy bạ, ăn hối lộ phù mỏ luôn á. Ăn có hối lộ là khỏi làm mà có tiền, mà không tốt ha. À, cái gì danh thực ha, cái gì danh thực là cái gì không hiểu nổi. Sĩ Nhật Quỳnh xà thủ, xin mời Sĩ Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con nghe ngài nói là ăn cái gì trong câu số 6, để con đọc lại nha. Nguyện không lừa gạt chối manh, khinh người miệt chúng hư danh trang hiền. Dầu cho thân thuộc xóm giềng, người dân kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Dạ con nghĩ cái câu cuối cùng, không lo nghĩ mưu thâm hại người, là mình khi mà mình không lo nghĩ mưu thâm hại người thì làm cho người mình tươi tắn, người mình không có bị âu sầu. Tại vì nếu mà mình lo nghĩ mình mưu hại người khác thì mình ốm o gầy mòn. Dạ con nghĩ đơn giản như vậy, con có sai con cũng thỉnh ngài chỉ dạy. Tại vì cứ để hoài thì ngài không có trả lời. Con không hẳn là con đúng, nhưng mà con nói lên cái sai để mình không có phải để ngài trả lời, tại vì con hết giờ rồi. Đó giống như huynh Giang Nhạc Ca là không ăn gian à. Ăn gian là sao, mình ăn gian hay là mình không ăn gian? Dạ đúng rồi, coi như mình không lo nghĩ mưu thâm hại người, tức là mình không có lo hại ai hết, tức là không ăn gian, đúng như Giang Nhạc Ca nói. Giờ con kính dân bích đến ngài. Sĩ Nhật Quỳnh hơi đúng nhưng mà cũng hơi dông dài. Còn Quỳnh Giang Nhật Hà nè, cái này mới là ăn gian nè. Tại sao mà sĩ Kim Dung mà chắc lên ăn gian, rồi ở Quỳnh Giang Nhật Hà cũng chắc lên ăn gian, tức là Quỳnh Giang Nhật Hà ăn gian, tức là cái công sức của sĩ Kim Nhung bao nhiêu chất xám nghĩ ra được cái chữ ăn gian mà Quỳnh Giang Nhật Hà lại chát lên như vậy. Nhưng mà cái đó ăn gian nó cũng chưa có xác thực. Đồng suy nghĩ ha. Sĩ Nhật Quỳnh nói đúng ý nhưng mà cái từ chưa chính xác. Lừa gạt, dối manh, kinh người miệt chúng, rồi do cái sự phẫn nộ này, do sự sân hận đó mà nghĩ mưu để mà coi như hãm hại người ta, trong khi cái câu này nói về thiện thì cái câu kia nói về bất thiện. Mà bất thiện khi mà trăm mưu ngàn kế để rồi thì sao? Cái trường hợp mà đối đế đưa ra để mà xử á, thì người này được ăn một cái món ăn đặc biệt, gọi là ăn đòn. Hai từ thôi, ăn đòn. Ăn đòn mới mặc mình chứ. Trời ơi, Giang Nhật Hà cười khoái ha. Nghe nó ăn đòn cái là ta cười khoái. Bởi vì ăn đòn là người ta đánh đập mình mới mặc mình chứ. Còn bây giờ ăn gian đâu có mặc đâu. Ăn đòn quả báo nhân tiền. Mập, mà người mập này ba má nhìn không ra luôn. Không phải tư niệm thực ha. Thì ở đây cái từ ăn đòn để xin người ta cười để thấy rằng cái câu so sánh này nói lên thiện pháp, nhưng mà đi ngược với thiện pháp là chúng ta bị ăn đòn liền. Cái quả báo, bởi vì chúng ta biết rằng con người đi xuống giống như cái lông bò, mà con người đi lên giống như sừng bò. Vậy thì cái câu này để cho những cái sừng bò được hiện khởi. Chúng ta thực hành theo, để rồi các vị chư thiên theo hộ trì. Bởi vì tham mô hát quê rắc khát tít thầm mát cha rì. Khi mà thực hành theo thiện pháp thì các vị long thần hộ pháp
sẽ hỗ trợ cho chúng ta không đọa vào bốn khổ cảnh. Mà đi ngược lại với thiện pháp thì chính chúng ta bị ăn đòn trước. Mà ăn đòn thì chắc chắn rằng ba má nhìn không ra. Thôi hôm nay chúng ta nghĩ là ha. Câu số 6, quý vị đã thể hiện rất tốt. Mặc dù câu này khó, nhưng mà dòng kinh, dòng kể, quý vị rất là tuyệt vời. Trước khi chấm dứt thì xin đọc lại một lần nữa, để quý vị coi như ôn lại ha. Na pa ro pa rằng ni cúp bê tha na chi man ye tha ca tha chi năng kinh chi ya pro sa na vát chi ca san nha na nha man nha sa đúc kha mi chay ya. Na pa ro pa rằng ni cúp bê tha na chi man ye tha ca tha chi năng kinh chi ya ro sa na ba ti ka sa na na nya ma nya sa dung kha mi chay ya. Nguyện không lừa gạt dối manh, kinh người nghịch chúng, hư danh trang hiền, dầu cho thân thuộc sống diền, người dân kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Với cái đoạn số 6 này, chúng ta kết thúc ở đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và tinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na so tu vô vô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.